bệnh viện quân y 7A đang điều trị cho anh C, 25 tuổi, ở thành phố Hồ Chí Minh, bị ngộ độc khí N2O sau thời gian dài sử dụng bóng cười. Theo chia sẻ của người nhà, anh C thường xuyên tiến đến bóng cười để mua vui. Thời gian đầu chỉ để giải trí, nhưng sau đó có dấu hiệu nghiện và thường tụ tập bạn bè đi chơi nhiều hơn. Bác sĩ chuyên khoa 2 Kiều Mạnh Hà, chủ nhiệm khoa thần kinh bệnh viện quân y 7A cho biết, vào ngày 2 tháng 8, bệnh nhân C nhập viện trong tình trạng tê bì hai tay, hai chân, yếu dần, đi lại khó khăn và sụt cân nhiều. Bệnh nhân được chỉ định nhập viện điều trị sử dụng thuốc tăng dẫn truyền thần kinh, thuốc bổ thần kinh kết hợp điều trị oxy cao áp theo phác đồ. Hiện sau 17 ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhân dần cải thiện. Theo bác sĩ Hà, bệnh viện đã tiếp nhận không ít trường hợp bệnh nhân ngộ độc khí N2O do sử dụng bóng cười dài ngày. Các triệu chứng thần kinh chủ yếu thường gặp là tê bì, yếu hoặc yếu nhẹ tay chân, đi lại không vững, có hoặc không có tổn thương tủy cổ. Bác sĩ Hà cho biết thêm, ngộ độc khí bóng cười rất nguy hiểm cho sức khỏe, nhẹ thì có biểu hiện tê chân tay, giảm trí nhớ, rối loạn nhịp tim, suy giảm sức khỏe, nặng thì tổn thương nghiêm trọng đến hệ thống tủy sống, tổn thương não và rối loạn tâm thần. Nhiều bệnh nhân bị ảnh hưởng nặng khó hồi phục, bị tàn phế suốt đời, thậm chí người bệnh có thể tử vong nếu chậm điều trị. Thông tin từ Công an thành phố Hải Phòng cho hay, vào hồi 4 giờ 40 phút ngày 19 tháng 8, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhận tin báo cháy xảy ra tại nhà dân ở số 12 đường Cát Vũ, phường Tràng Cát, quận Hải An. Ngay sau khi nhận được tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1 đã xuất một xe cùng 7 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Hải An triển khai các phương án chữa cháy. Lực lượng chức năng đã dùng máy cắt kim loại cắt khóa hai cửa xếp sắt ở phía trước nhà, sau đó triển khai đội hình phun nước làm mát chữa cháy. Đến khoảng 5 giờ 40 phút cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt. Lực lượng chức năng xác định diện tích cháy vào khoảng 70 m², không thiệt hại về người, thiệt hại toàn bộ tài sản ở tầng 1. Cơ quan công an thành phố Hải Phòng, trước đó chủ nhà đã sử dụng 2 bình chữa cháy xách tay tự trang bị nhưng không dập được đám cháy. Trong nhà có 7 người, bao gồm 5 người lớn và 2 trẻ em, đã thoát ra ngoài bằng đường cửa sau sang nhà hàng xóm. Hiện tại công an quận Hải An đang điều tra nguyên nhân của vụ cháy. Ngày 19 tháng 8, thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La cho biết, người dân trên địa bàn vừa phát hiện thi thể một người phụ nữ tại khu vực đập chắn nước thủy điện Triềng Ngàm Thượng. Trước đó, người dân địa phương phát hiện một thi thể nữ giới dưới đập chắn nên đã báo lực lượng chức năng. Nhận được tin báo, công an huyện Thuận Châu đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh Sơn La đến hiện trường khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân vụ việc. Gia đình nạn nhân được xác định là chị Hát ở thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu, giáo viên đang dạy tại một trường tiểu học ở huyện Thuận Châu. Theo thông tin từ chính quyền địa phương, từ chiều ngày 17 tháng 8, gia đình đã không liên lạc được với nạn nhân. Hiện tại nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ.